Mẫu xe được mang tên là Honda Civic các bác nhá, được sản xuất năm 2008 các bác nhá và đăng ký lăn bánh năm 2010. Một mẫu xe rất là nổi tiếng luôn các bác nhá, rất là nổi tiếng luôn, đến từ thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá. Nhất cái phần nội thất đây các bác nhìn, nội thất còn khá đẹp luôn ạ. Có tì để tay này, để chai nước này, đúng không ạ? Tất cả những phần táp ly này. Và những phần trần đây các bác nhá, phần trần đây ạ. Được chưa? Phần trần này lỉ nguyên bản các nhá, lỉ nguyên bản luôn, còn rất là đẹp. Các nhá, rất là sạch luôn. Rất là căng đẹp luôn. Đằng sau đây ạ, tất cả những phần loa này. Đó. Và phần lỉ, phần da rất là đẹp luôn các nhá. Đó, máy lổ cực êm luôn các nhá, keo chỉ là zin cả xe. Sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành bên trong cái phần nội thất trước cho bác xem nhá, rồi sau đó em sẽ quay tổng thành bên ngoài cho bác xem sau. Sau vâng, em là Mỹ ô tô, chưa đoán tôi cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhé và bên em cập nhật nhé. Một mẫu xe Civic ạ, đó rất là nổi tiếng luôn, đến từ thương của Nhật Bản. Và cái nữa là cái mẫu xe này các nhá, nó còn khá đẹp luôn, còn rất là chất lượng luôn ạ. Các bác xem này, tất cả những phần táp lô này, đó táp lô, cái dòng này có một cái phần táp lô bên trong nhìn rất là đẹp đúng không ạ, có một cái phong cách riêng. Thôi nhá, nó tì để tất cả trong cốp để đồ đây. Đó, tất cả đường dây đây các nhá, là cái này là cái rắc nhá để mình lắp cái sim 3G hoặc 4G vào. Đó, đấu từ cái màn hình kia ra nhá, đây là độ thêm. Đó, rất là hay luôn. Các bác xem ạ, từng chi tiết một luôn. Thứ nhất phần táp lô đúng không ạ? Táp lô thì chủ xe độ thêm một cái cảm chống lắng đều nhá, chống lóng đây. Đó, rất đẹp luôn đúng không ạ? Đó thì các bác thích thì có thể là bỏ lên. Đây em cho bác xem này. Đây ạ. Phần táp lô còn khá đẹp luôn. Rất là đèo xe các bác nhá, rất là đèo xe. Đây ạ. Quá đẹp luôn. Chủ xe khá cẩn thận là thêm một cái chống lắng vào đây, nhìn con xe nó thẩm mỹ hơn, coi như rất đẹp luôn, rất sạch luôn. Khi nào các bác muốn lau chùi vệ sinh thì mình dùng cái thảm này, thì bên dưới thì lúc nào lộn sạch các nhá. Và chủ xe đã độ thêm cả màn hình Android các nhá, kết hợp phần cam lùi các nhá, âm thanh nghe cực hay luôn. Tất cả đây những cái phần để đồ đây các nhá, thì để tay này và phần này đây, để bên dưới đây chủ xe rất cẩn thận để có cả phần khăn lau ở bên dưới. Và đây trong này đây đầy đủ nhá. Một mẫu xe rất nổi tiếng luôn các nhá, cái dòng này thì form dáng đẹp các nhá, đi đầm chắc chắn, đi khá khỏe luôn. Và mẫu xe này bên em chào bán mức giá cho các bác là cực kỳ hợp lý nhá, cực kỳ rẻ luôn, 216 triệu nhá, 216 triệu ạ. Đó, một cái giá nói chung là quá là hợp lý rồi đúng không ạ, rất là hợp lý luôn. Từ phần vô lăng đây các bác nhìn lại, vô lăng còn rất đẹp luôn ạ, vô lăng nguyên bản luôn, keo chỉ là zin cả xe các nhá, keo chỉ là zin cả xe, không mất phân keo chỉ nào. Đó, máy thì miễn chê luôn các bác, máy lổ cực êm luôn ạ. Sau vâng, sau em sẽ quay chi tiết tổng thành bên ngoài cho bác xem mẫu xe nhá. Dạ vâng, em xin nhắc lại, đây là mẫu xe Honda Civic được sản xuất năm 2008 và đăng ký lăn bánh năm 2010. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản các nhá. Đó, cái dòng xe này thì rất là nổi tiếng. Tại vì sao? Cái dòng này nó rất là bền bỉ luôn các nhá, cực kỳ bền bỉ. Nó đi rất là sướng luôn ạ. Đó, với cái form dáng thì rất là khỏe khoắn luôn, cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Nhìn rất là đẹp luôn. Nội thất thì màu kem nhìn khá là sang trọng đúng không ạ? Xe được trang bị tất cả là gương kính chỉnh điện nhé, gương gập điện, túi khí, phanh ABS đầy đủ. Đã độ cả lên màn hình Android. Đa chức năng kết hợp phần cam lùi nhé. Đó, âm thanh nhìn nghe rất là hay luôn. Mẫu xe này bên em chào bán mức giá là cũng cực kỳ hợp lý cho bác thôi ạ, chỉ có 216 triệu. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 các nhé. Bên em chuyên hoàn toàn cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Đó, phí vận chuyển thì các bác thêm phí cho em nhé. Đó. Nếu các bác ở trong khu vực miền Trung này, miền Tây này hoặc miền Nam này thì phí vận chuyển thì là 5 triệu các nhá. Còn tất cả các bác ở ngoài Bắc này thì tùy các bác ở địa điểm nào thì lúc đó em sẽ tính tiền vận chuyển nhé.
Sau đây em sẽ mở cái phần cốp để đồ nhá, để cho bác xem cái phần cốp để đồ của cái dòng xe này đây. Cốp để đồ thì khá là rộng luôn các nhá, rất là rộng luôn. Và đây, tất cả bên dưới đây các nhá, lỉ là nguyên bản này. Các bạn xung quanh nhà lỉ này. Đó, tôn vỏ nó siêu đẹp luôn nhá, siêu đẹp luôn, các bạn nhìn đấy. Quá đẹp luôn, nó còn rất là mới. Cái dòng này thì rất là bền bỉ nhá, nó chống ồn, cách âm cũng khá là tốt. Bên dưới đây, tất cả phần kích đầy đủ này. Ở bên dưới nữa đây, những cái phần tôn vỏ các bạn nhìn nó đẹp chưa? Quá đẹp luôn đúng không ạ? Nguyên bản luôn nhá, nguyên bản luôn. Nó chưa sơn lại bao giờ luôn. Mà nó vẫn tất cả những phần keo nhà máy này và những cái phần tôn vỏ kia nó còn sáng thì kia cơ mà. Đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Có phần kích còn rất mới các nhá. Quá chất lượng cho mẫu xe. Sau đây em mời bác em xem cái phần khoang máy động cơ nhá. Đó, riêng máy con này thực sự bác là miễn chê luôn, máy lổ cực êm luôn ạ. Đó, máy cực kỳ chất lượng luôn. Bên em đã kiểm tra và test thử hết rồi nhá. Tất cả xe bên bán ra đều có cam kết cho bác đầy đủ hết ạ. Phần cam này các bác xem nét căng. Đó. Đó, em tắt nhạc đi nhá để em mời bác em xem phần khoang máy động cơ. Tất cả xe bên em bán ra đều cam kết cho bác là xe không đụng, không gặp nước các nhá. Đó, về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao bên em luôn luôn tuyển chọn những cái mẫu xe nó thực sự đẹp các nhá, thực sự chất lượng. Thì bên em mới nhập vào. Đây ạ. Em đang có phải đồ đây. Phần khoang máy đây, các nhá, capo đây. Các bác nghe và cảm nhận máy thế nào ạ? Êm không ạ? Quá êm luôn đúng không ạ? Êm du. Các bạn đi khá thích luôn các bạn. Êm chưa? Máy êm. Quá êm chất lượng các bạn. Êm du luôn này. Quá chất lượng cho mẫu xe các bạn nhé. Giá chỉ có nhô 200 một tí thôi đúng không ạ? Dạ vâng, đó là tổng thanh xe Honda Civic các bạn nhé. Một lưỡi mấy ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.